Xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay. Hôm nay tiếp tục đến với vườn kiển của em Thạnh Nhi, thì chị ở Vĩnh Thạnh, Chợ Lách, Bến Tre. Để em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô may giống may ghép tốt nhất liền cốt của đá đẹp bên vườn của em Nhi ha. Hàng ghép 3 mùa 3 mùa rưỡi cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình là xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Và không mất thời gian nữa ha. Gặp luôn em Nhi nha. Để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu ha. Chào Nhi nha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh nè. Hôm nay đây là kênh em xin cho cô chú anh chị lô mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xin một cây nào ủng hộ em ạ. Vô cây đầu tiên nha cô chú anh chị là cặp một cây họ Hương và một cây tư long nha cô chú anh chị. Rồi. Hàng này là hàng ghép già dạ. lâu hơn cái lô nhỏ clip trước đúng không em? Dạ. Quanh đây được 8 lần. Cũ nè. Cao 42. Cưa xong có cành ngon lành cô chú anh chị. Tới ngang được 45, cái này em đôn lại rồi đó, em đôn sát hơi sát nên là thấy hơi nhỏ không tàn bự lắm. Tôi bảo đảm là tới Tết là tàn lắm. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này là 200 ngàn cặp thôi nha. Rồi cặp này 200 ngàn bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo cặp mã số 12C nha, là một cặp họ Hương không nha cô chú anh chị. Rồi hàng này ghép liền cốt như cái ghim toàn bộ cô chú anh chị ha. Dạ. Cổ đế nè. Em ghép lâu lắm mà cô chú anh chị, mình cắt nhìn gốc cắt đôn của em rất là sâu. Rồi. Nhưng mà để làm vậy để cho tàn đó, nó ra nó tùm hơn đó, cô chú anh chị. Quanh được 7. Cao 41, tới ngang được 30. Rồi, cái này là em đôn sẵn này nọ hết rồi về chăm cho Tết thôi nha. Cặp này để cô chú anh chị gần xem giá cũng 200 ngàn thôi, bao ship tới nhà luôn. Rồi, okay. Rồi cặp mã số 13C nha cô chú rồi. Anh chị. Một cây tây thi và cây cúc họ Hương nha. Rồi, tây thi với lại cúc họ Hương ha. Dạ. Đó là so 3 dòng cô chú anh chị ha. Này. Quanh được 7. Rồi. Cao 41, tới ngang được 40. Rồi, cái này cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 200 ngàn cặp nha. Rồi bao ship ha. Dạ. Rồi tiếp theo cặp mã số 14C. Rồi. Là một cặp họ Hương nha cô chú anh chị. Cái này là em nuôi 3 năm mấy rồi nha cô chú anh chị, gần 4 năm rồi. Rồi. Liền như cái ghim này. Quỳnh được 6. Cổ đế nè. Cao 51, tới ngang được 35. Cặp này em để cô chú anh chị gần xem mình giá này là 180 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi tiếp theo cặp mã số 15C. 15C là một cây họ Hương và cây tư long nha. Rồi, họ Hương với lại tư long cô chú anh chị ha. Dạ. Tư long bông rất là đẹp, cô chú anh chị bông to nào mà mình mới trên mai á, mình mua mấy cái này về rất là dễ chăm nha, rất là dễ sống luôn. Liền có hết trơn rồi. Dạ, nó rất là dễ sống, tay ghép cũng nhớ. Mà. Quanh được 8. Rồi. Cao 47, nghe được 33. Rồi cái tư long mình để bí nha, quanh được 6. Cao được 35, tới nghe mình được 33. Rồi cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 200 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cặp mã số 16C nha. Rồi. Một cây họ Hương, một cây vạn phúc luôn nha. Rồi, một cây thọ hương, một cây vạn phúc ha. Cây thọ hương cũ quái lắm nha cô chú anh chị ha. Cũ cực kỳ quái luôn. Vạn phúc nè. Rồi. Cũng bé bí luôn, hoành được 7. Cao 44, tới ngang được 35. Rồi, cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 200 ngàn cặp thôi nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 17C. 17C nha cô chú anh chị, một cây họ Hương và một cây vạn họ nha. Rồi. Rồi. Quanh được 8. Rồi, cổ đế có luôn. Cao 44. Liền cốt như cây ghim hết rồi. Tới ngang được 41. Rồi, cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 180 ngàn thôi nha. Rồi, đợi cây luôn em ha. Rồi, mã số 18C. 18C là một cây tư long và một cây họ Hương nha. Rồi. Ôi, cái củ nè cô chú anh chị ha. Rồi, như con ốc luôn cô chú anh chị, dảnh cái tích công lên ha. Rồi. Chân bỏ ra ha, rất là đẹp. Cặp này nha. Đẹp. Quanh 9. Rồi. Cao 40, tới ngang được 34. Rồi, cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 200 ngàn thôi nha. Cặp này tròn đều rất là đẹp nha. Rồi, đợi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo mã số 19C. 19C là một cây vạn phúc và một cây họ Hương nha. Rồi, ghép gốc nhất liền cốt của cô chú anh chị ha. Khó tàn luôn cô chú anh chị ha. Bo già ngon lành nha cô chú anh chị ha. Dạ. Cụ thế nè. Quanh được 7. Cao 35, tới ngang được 36. Cây họ Hương. Quanh được 8. Cao 44, tới ngang được 35. Rồi cặp em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 200 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây luôn em ha. Rồi, mã số 20C. 20C, cây họ Hương và cây vạn phúc nữa nha. Rồi. Rồi. Rồi, cái này có tàn luôn, củ đế có nè cô chú anh chị ha. Dạ. À, cái này mà nâng đế lên. Quanh được 6. Cao 35, tới ngang được 36. Đế bí 3 múi nha cô chú anh chị ha. Dạ.
À, cặp này mình mua mau lớn lắm, tết mà nếu mình chơi bàn rất là ok nha. Cặp này em để cô chú anh chị gần xa mình, giá cặp này là chỉ 200.000 và cũng là cặp cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua, cũng rất mong cô chú anh chị mình xem được cặp nào ủng hộ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.